trắng là cá kho tiêu, củ cải, hành phi, lạp xưởng, trà băm, thịt nướng. Chén hồng xanh. Bắp tơi ngon ghê, bắp tơi ngon lắm. Tội lấy nhiều quá mà ăn. Tôi có hai miếng nè, một thứ một mà. Không thích đó. Cả nhà ăn cơm. Một món một hai lát hả? Kêu chú Liêm. Ủa, nó ba lớn. Ba miếng này. Để sợ ăn, ăn nhiều quá ngán mà không muốn hết. Không muốn khác được. Ừ. Ừ, món. Liêm ăn chưa? Kìa. Ừ. Ngồi vậy. Ủa, nó đã chờ tử ra bỏ đó đó. Ừ. Ừ. Bắt tài hận cơm nha. Ừ. Tài ăn mịn bàn nha. Ở đây nhiều đồ ăn là vừa đã. Có chỗ không có đồ ăn hết đó. Ừ. Để lo bắt đồ ăn. Ừ, bắt đồ ăn. Bắt đồ ăn không ăn gì cho ăn chút. Lúc nghe ở Sài Gòn 500 ngàn một phòng, một người vô, nít thì 300. Quá trời quá đất, bằng 3-4 lần gì nè, của Hàn Quốc. Vô ăn, mình già mình ăn bao nhiêu đúng đâu, đúng rồi. Uống tiền. Đứng trời đất như mấy chỗ tại có vậy, có người này kéo người kia chứ. Ừ. Trai nó ăn được. Trai rồi, như tại chỗ đâu đó, ăn nghĩ đâu đó. Ăn cũng thiệt chứ. Đã ăn thiệt lắm nó đi á lượm không có tại vì chỗ đó nó vậy à nó bán vậy cứ vé vậy 500 lít thì 300 vậy người ta mới có lọc vậy mà đây mà đâu có nhầm gì ở chợ nó nghẹt người ở trên chỗ nó đông lắm Hàn Quốc đây là người ta trong khách sạn thôi không có nói người khách sạn chứ quậy
Toàn là Hàn Quốc không. Cái này là ta đâu có. Rủ tôi đi ăn lần thôi, làm sao rủ không đi. Phí tiền á, uống mình tiếp á. Chịu cho vui, cái biết là thôi. Biết rồi à. Biết hả? Ừ, là muốn ăn gì? Em ra ngoài ăn cơm dễ rồi. Đúng rồi, rủ đâu 500 ngàn. Không có bỏ, mà 500 ngàn nhưng mình ăn không hết 2 ngàn rưỡi. Uống từ nếu mà đi á, ăn nó có vợ chồng thương á, hai đứa nó ăn được, mà có không có lỗ nhiều hết, còn mình ăn lỗ trắng luôn á, thấy không? Cứ phải dẫn trai sao, như cỡ Tú, rồi Mão Nguyên, rồi My, rồi Thịnh, đó. Nó mình thường mấy đứa nó ăn khỏe vô cũng ăn ha, chứ mà đúng rồi, nó ăn khỏe nó mới lấy được chuyện. Chứ còn mình vừa bỏ ra để làm chén cháo để ăn xong rồi lại làm chén cháo nữa, ăn từ từ đi cháo hết chưa đi ra vừa hấu luôn đủ không? Biết quần trái không? Có một tí luôn không ghê à, ở bụng môn nữa. Nói chung ra mình ở đây dễ ăn, nước ngoài đòi ăn khó nước ăn, khó ăn đi đi có tắm vậy hả? Đồ ăn cũng rất khó. Nói chung là như vậy là được rồi, cái trạng mà vậy được rồi. Vậy là ok rồi.